Chiến lược giao dịch ngày 7 tháng 3 năm 2023, như vậy đóng cửa phiên ngày 6 tháng 3, VN Index tăng hơn 2 điểm với thanh khoản sau khi trừ thỏa thuận khoảng hơn 6.000 tỷ. Có những lúc trong phiên VN Index tăng đến gần 20 điểm trước những cái thông tin hỗ trợ từ thị trường bất động sản. Đấy, cũng như là đóng cửa cuối tuần vừa rồi thị trường chứng khoán Mỹ tăng khá là tốt. Nhưng trước cái áp lực bán, bởi vì là bây giờ với cái đường A5 của VN Index vẫn dưới đường 20 thì cái khu vực đường 20, khu vực khoảng 1040 đến 1042 là cái vùng cản khá mạnh. Đấy, và khi mà VN Index lên đến đây là bị bán về và đảo chiều, cộng thêm nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì cái mạch bán ròng. Đấy, ngày hôm nay họ bán ròng khoảng 100 tỷ trên giá đô và đã khiến cho là VN Index chưa thể chinh phục ngay được cái đường 20. Đấy, nhưng với cái trạng thái cải thiện hơn, thứ nhất là VN Index vẫn giữ được cái khu vực MA5, khu vực 1022 và sức mạnh thì được trung chuyển sang trạng thái mạnh dần, thì tôi nghĩ là tôi thiên về kịch bản là VN Index sẽ biến động trong khu vực khoảng từ 1022 đến 1042 trong một vài phiên tới. Thế thì với cái trạng thái như vậy thì chúng ta có thể trên thị trường cơ sở để chúng ta theo dõi thêm. Đấy, và đối với cả thị trường phái sinh thì chúng ta được giao dịch T0, nhưng chúng ta lưu ý là với cái nhà đầu tư nước ngoài bán ròng ở nhóm vốn hóa lớn thì cái sức mạnh của VN30 có vẻ đang yếu hơn sức mạnh thị trường. Đấy, và chúng ta nhìn thấy là sức mạnh của VN30 đang trong trạng thái chờ xác nhận. Nhưng chúng ta nếu nhìn kỹ vào cái khung biến động thì chúng ta thấy rằng là cái điểm sọt vẫn là quanh cái đường MA20 và theo đồ thị ngày của VN30 F1M, và bây giờ nó đang ở khu vực khoảng 1032. Như vậy nếu mà lên đến khu vực 1032 và có những tín hiệu đảo chiều là chúng ta có thể canh sọt như phiên ngày hôm nay. Đấy, còn canh long thì tôi nghĩ là có vẻ rất là khó để chờ được cái điểm lo quanh khu vực 980 đến 985. Nhưng hiện tại thì VN30 F1M có một cây nến khá xấu về sát cái đường MA5, khu vực khoảng 1007 thì chúng ta quan sát thêm. Nếu mà tạo những cái cú đảo chiều ở quanh cái đường hỗ trợ MA5 khu vực 1008 thì chúng ta có thể canh lo ở khu vực 1010.